Cà phê nóng sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Mới đây, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình vừa đề xuất thành phố Hà Nội xử phạt 188 triệu đồng và tước giấy phép kinh doanh quán karaoke Ngân Hà tại ngõ 81 Láng Hạ do bao che hành vi múa thoát y trong thời gian bị tạm dừng hoạt động để khắc phục tồn tại phòng cháy chữa cháy. Cụ thể quận Ba Đình đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội áp dụng chế tài phạt 188 triệu đồng đối với công ty du lịch và thương mại Hà Trung, pháp nhân quản lý cơ sở karaoke Ngân Hà tại ngõ 81 Láng Hạ, phường Thành Công. Theo đó công ty du lịch và thương mại Hà Trung đã vi phạm hành chính hai lỗi. Thứ nhất là không thực hiện văn bản yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của cơ quan có thẩm quyền. Lỗi thứ hai đó là bao che cho các hoạt động nhảy múa thoát y tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Ngoài bị phạt tiền thì công ty du lịch và thương mại Hà Trung có thể chịu hình phạt bổ sung là bị tước quyền sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường từ 18 cho tới 24 tháng